Mày hả chồng? Mày kiếm mày giống ông nội tôi nha. Mày lên đầu tôi mày ngồi luôn nè. Mày qua đây kiếm tôi có gì không? Sao không nói? Bác ngồi xuống đi. Chi? Ông leo lên đầu bác ông ngồi. Bác ông nội tôi nha. Ê! Dạ xuống đây. Ủa ông già dạ ra rồi. Mày biết. Mày đứng nói chuyện nào mày. Hả? Mày nay ngộ vậy. Bác ơi. Bác. Bác mới qua. Trời ơi gì vậy? Ai? Ai? Ai quýt như vậy? Nói. Bà đánh đầu chứ ai? Sao quá xong dữ đi. Mày hay quá mà. Tao kêu mày rủ thằng Tứ đi. Mày ăn chưa ngủ. Nói gì đó bà đánh đầu vậy nè. Rồi đi. Cũng lỡ rồi. Để con dặn bác qua bệnh. Cho em kia lấy hai trái kia lăn cho bác hết. Đây. Đừng nhắn rủ Tứ đi nha. Không ngủ đi. Tứ ơi đi với bác rồi Tứ. Phải hôm qua rủ tôi về đi. Là bữa nay đâu bị nâu mắt gì đâu. Thôi mà. Tao biết sai rồi, tao xin lỗi mày đi. Vậy mới được không? Buông ra cổ gì đó, đâu, buông ra. Thôi con, bỏ con trai. Ở đây mày hơn tao được cái gì? Mày chỉ đẹp trai hơn tao một chút nè. Nhỏ hơn tao một chút nè. Già hơn tao một chút nữa. Đó, mày hơn tao được cái gì? Nó hơn con thì có con trai. Ủa vậy hả? Thiệt. Thôi đi tao điện thoại về nhậu quá coi. Rồi. Mẹ chúng tao đó nghe mày. Mày em. Tao nói chuyện với ông xong chút xíu tao dẫn mày đi kìa. Ờ vậy được. Sao mày điện thoại tao? Rồi bây giờ ông có dẫn con gái ông qua đây cho tôi lòng ai không? Yên tâm đi, tao sẽ giả hả? Con gái tao gái cho mày mà. Về đi. Nhớ lựa mấy đứa đẹp đẹp tôi nha. Đúng. Ê, mở lại. Gì con? Xuống nữa giọng nằm ơi. Dạ. Lúc này mày được nước á, mày lên đầu tôi ngồi luôn ha. Thông cảm đi. Rồi qua đây rồi kiếm tao có gì đâu. Đi lau điện hay gì. Này hết tiền bác ơi. Bữa nay có một ngày vui lắm. Ở nhà chơi cô Năm. Chơi cô Năm hả? Ừ, bác đi không? Đây, đây, lên. Rồi ăn bay đi ngay đi. Đừng ngủ tao. Mày làm cái thôn mày. Mày đi qua đây kiếm tao có gì không? Bữa nay qua đây là thông báo cho một tin mừng. Chị gì? Là cái bà gì kia á, là chồng có đi vắng nhà. Còn cái đường mương của bà bị nghẹt, nó hơi gần nè. Rồi nhà ông qua bển vé đường mương cho bà. Ông đi không? Đi. Rồi, đi đi tốt. Mấy kẹo thơm đó ông làm đi, tôi không làm đâu vậy ha. Chào bác. Chị con. Chào cám chồng nè. Tính tôi nó về bữa nay rủ đi chơi. Hỏi nó biết lau cục điện không, nó không biết lau. Cưới vào đồng quầy vậy nữa. Chả chồng đó. Rồi sao con gái? Mày con gái nữa mà không biết lau cục điện là chết nó con. Chứ cưới ta về lau nhà đâu, cửa không lau, bắt ta ra đường lau cục điện. Đúng rồi ông ơi, nó không nói rõ cục điện trong nhà hay cục điện ngoài đường, nó không biết là phải rồi. Ừ ha. Ê, ông già dạ ra đâu mày? Ông già dạ. Ai út mà. Còn mày quay kiếm tao làm gì nữa? Ủa sao ghê tới kỳ vậy? Bà nội cha mày. Không làm gì cho con. Tao kêu mày kiếm mấy đứa có kinh nghiệm để mà đá trứng cút. Mày coi nó đá ra gì nhỉ? Cũng tại bá không chứ tại ai. Một đứa bá không chịu, bá đòi hai đứa. Đừng. Đúng. Hai đứa luôn ta. Bà nội cha mày vậy. Giờ này giờ nào mà ăn nhậu. Dạ. Mày không dễ tao, mày giống ông nội tao quá ha. Bá đầu quỷ này mày nhậu cái gì? Bỏ mẹ đi nhậu gì nữa. Bữa nay lại tôi dẫn ông đi chơi mát xem một bữa. Cho ông ăn xà lông căng me. Đúng. Xà lông mà căng me chua. Sao chịu đổi? Đừng. Mày đi không mày? Kén không dụng đi. Vậy đi. Ê. Hả? Nhớ kìa mấy đứa nói là cục điện cho bác luôn nha con. Rồi ok lắm. Anh chào anh chào anh chào. Em, anh phải lại đội TikTok không? Ờ đúng rồi em. Vậy anh cho em xin chụp tấm hình nha. Ờ được em. Cái gì đâu? Vô chụp hình, vô chụp hình. Vô. Nè. Đúng. Sao em chụp đi. Chụp giùm em. Trời. Là sao? Là mày chụp giùm tao á. Làm kiểu đó. Đẹp ma. Ôi. Ôi bác, bác đi. Hả? Cái quá này mới bảo sợ nó mà hành ngon lắm. Ừ. Đi. Con chạy làm sao? Chạy đi bỏ đi. Chạy đi, chạy đi. Để tụi nó thấy bây giờ lại đi. Mày không đủ nó có gì mà chịu trách nhiệm nha. Trời biết rồi. Đừng. Ok. Còn trẻ. Còn sức. Còn chơi. Thì cứ lộn. Nhậu, lộn xe. Ê,
đâu sớm giờ tôi kiếm ba không gặp. Cô quan mới mở, tao qua bển là 16 giờ đó. Ừ. Mày chơi gì mày? Rồi chơi vậy chơi lại ông. Tôi đi tôi ngủ ông mà sao ông đi ông ngủ tôi với thằng Tú. Mày phải thông cảm. Tao qua bển trước. Mà tao cũng có im không? Tao mới ngủ thằng này với Tú đi. Ê mà nó êm như mấy em Sony không? Vậy ông dẫn tôi với Tú đi nha. Lấp. Đi Tú ơi. Có Tú đây. Ok, tao xấu. Tao chấp nhận tao xấu. Ừ. Còn đối với mày á, thế nào là đẹp hả mày? Hả? Đình hòa mình vui về dân. Hòa mình vui về dân. Lấy đôi đàn đầu dấu vũ thống đời chính nhiên.